Nhìn chú đây rất là giống bác Thanh Tùng ha, chú anh chị. Ở nhà có thấy gì không cả nhà? Em nhìn bác này giống chú này giống bác Thanh Tùng quá. Rất là giống luôn ha. Ăn uống nghỉ ngơi đi nè, tối nay đi đêm luôn á, đi tối. Dạ thì đêm nay đã là đêm cuối của tang lễ cô Xuân Thu rồi cả nhà, và ngày mai thì linh cữu của cô sẽ di quan đến Bình Hưng Hòa, nghĩa trang Bình Hưng Hòa ha cả nhà. Ngọc Thiêu thì chắc chắn là đêm nay sẽ có rất là nhiều anh chị nghệ sĩ, cô chú nghệ sĩ đến đây để đưa tiễn, cũng như là thắp cho cô nén nhang lần cuối cho cô, và cầu chúc cho hương linh của cô sẽ sớm được vãng sanh siêu thoát về với cõi Phật A Di Đà cả nhà. Ở đây có
cô chú đến viếng nè, thắp nhang cho Đức Phật, thắp nhang cho cô. Thì ở trên bàn thờ của cô có những cái bình hoa cúc và hoa huệ và hoa cúc vàng, hoa cúc trắng. Và ở đây là chùa Ấn Quang nha cả nhà. Cô chú anh chị mình là nếu ở gần hay ở gần hoặc là có đi ngang qua đây thì mình có thể ghé và thắp cho cô một nén nhang để cho cô được ấm lòng ha. Đây là mấy cô chú đang đến đã đến để thắp nhang cho cô Xuân Thu. Thì cô Xuân Thu là em gái út của cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và cố nghệ sĩ Xuân Yến. Cô Xuân Thu cũng xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ ở nhà. Đây là những cái lẵng hoa của các nghệ sĩ cũng như các đoàn phim nè. Đây là lẵng hoa của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Nghệ sĩ Kim Tiểu Long thì ở bên Mỹ và sau khi hay tin cô mất thì cũng gửi một lẵng hoa đến để thành kính phân ưu chia buồn với gia đình. Đây là lẵng hoa của đoàn Sông Lan. Và bên đây là lẵng hoa của nghệ sĩ danh hài Hồng Tơ. Bên đây là lẵng hoa của chị gia đình Phan Tú Sương, thành kính phân ưu là gia đình Phan nghệ sĩ Tú Sương. Bên kia là gia đình anh chị Sáu, Trường Sơn, Thanh Loan và các con, các cháu, kính tiễn em 10 Thu Nguyệt. Dạ, bên kia thì là lẵng hoa của Thành Lộc hả? Diễn viên Thành Lộc ở nhà. Thành Lộc, em Thành Lộc và các anh chị khuyến. Đây là những lẵng hoa của các cô chú, anh chị nghệ sĩ. Ở đây có chú này đến thắp hương. Dạ thì đêm nay là đêm cuối rồi cô chú anh chị, và chắc chắn là tối nay sẽ có rất là nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ cũng như là các anh chị trong nghệ thuật sẽ đến đây để thắp nhang chia buồn với gia đình và thắp cho cô nén hương lần cuối ha. Và ngày mai thì cô đã đi quả táng rồi, nên là em sẽ nắng nán lại đây để cập nhật những thông tin về các cô chú anh chị nghệ sĩ để chia sẻ đến cả nhà mình. Cô chú anh chị mình yêu thương em, like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ em và để cho em có động lực chia sẻ nhiều thông tin mới nhất, hay nhất, đúng nhất gửi đến cả nhà mình nha.